thầy sẽ hướng dẫn cho các em lớp 11 chúng ta thực hiện bài thể dục phát triển chung của nam gồm có 50 động tác. Thì hôm nay chúng ta sẽ học 15 động tác đầu của bài thể dục phát triển chung. Về bài thể dục phát triển chung, tôi thấy chuẩn bị thực hiện 15 động tác đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và kết thúc. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện 15 động tác đầu. Rồi, chào tất cả các em. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em bài thể dục phát triển chung của nam. Hôm trước chúng ta ở tuần trước chúng ta đã thực hiện 15 động tác đầu. Thì ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em 15 động tác tiếp theo của bài thể dục phát triển chung của nam. 15 động tác hôm trước là chúng ta kết thúc ở nhịp thứ 15 là ngồi xổm hai tay xuống đất. Thầy sẽ bắt đầu tiếp tục thực hiện. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 và kết thúc các em. Rồi hôm nay thầy sẽ trực tiếp cho các em bài thể dục phát triển chung của nam. 20 động tác còn lại của bài phát triển 50 động tác chúng ta. Thì từng chúng ta đã kết thúc nhịp 30 và giờ sẽ nghiêm. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục thực hiện 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 và chúng ta kết thúc. Rồi, chào tất cả các em học sinh lớp 11. Thì tiếp theo hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nữ bài thể dục nhịp điệu gồm 10 động tác. Thì ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ làm quen và thực hiện 4 động tác đầu của 10 động tác của bài thể dục nhịp điệu nữ. Thầy sẽ thực hiện một lần. Lưu ý động tác đối với bài thể dục điệu nữ là chúng ta sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp. Ở đây thầy sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp, còn đối với các em thì trong quá trình luyện tập thì các em sẽ thực hiện 4 lần 8 nhịp giống như thầy đã thực hiện. Rồi, đi vào động tác. Động tác thứ nhất là động tác đẩy hông. Động tác này thực hiện nhịp đôi. Tư thế chuẩn bị, chân trái sang trái gồng bằng dây. Thực hiện động tác đánh hông sang trái 2 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Thầy chuyển sang động tác thứ hai. Động tác thứ hai là động tác phối hợp. Động tác này thực hiện 4 lần 8 nhịp. Cũng như thầy đã giới thiệu và yêu cầu khi nãy là chúng ta sẽ thực hiện, đối với các em luyện tập thì chúng ta thực hiện 4 lần 8 nhịp. Nhưng đối với thầy thực hiện đây, thầy sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện 2 lần 8 nhịp. Động tác thứ hai, động tác phối hợp. Tư thế chuẩn bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác chuyển sang thứ ba, động tác di chuyển tiến lùi. Thầy thực hiện, tư thế bị nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Ở đây là chúng ta kết thúc ở động tác thứ ba. Thì chúng ta chuyển sang động tác thứ tư là động tác nhảy. Thì tư thế chuẩn bị của động tác tư là động tác kết thúc ở lần thứ tư của động tác thứ ba. Ở đây chúng ta kết thúc ở động tác trước, động tác ba chúng ta giữ nguyên tư thế để thực hiện động tác nhảy. Thầy thực hiện động tác nhảy. Thực hiện 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em 4 động tác đầu của bài dục điệu nữ. Chúc các em tập luyện vui khỏe. Hi, chào tất cả các em học sinh lớp 11. Thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn nữ bài thể dục nhịp điệu nữ. Thì hôm trước chúng ta đã thực hiện 4 động tác. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em thêm tiếp 2 động tác nữa. Đó là động tác di chuyển ngang và động tác thứ 6 là động tác lưng. Động tác thứ 5 là di chuyển ngang. Rồi, tôi thấy chuẩn bị. Nghiêm. Thực hiện. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Vừa rồi là thực hiện động tác thứ 5 là động tác di chuyển ngang, động tác thứ 6 là động tác lưng. Động tác này thực hiện nhịp đôi. Tôi thiết bị nghiêm. Thực hiện động tác. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Chào các em học sinh khối 11, thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn nữ ba động tác cuối của bài dục nhịp điệu của nữ. Thì hôm trước chúng ta đã dùng là động tác thứ 6 là động tác lưng, thì hôm nay động tác tiếp theo là động tác thứ 7 bật nhảy thẳng chân. Tư thế chuẩn bị nghiêm. Thầy thực hiện tác 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác thứ 8 là động tác bật nhảy thẳng chân. Tư thế bị nghiêm. Thầy thực hiện động tác 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Và động tác cuối cùng là động tác chính là chuyển góc đường chân. Tư thế bị nghiêm. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi.